Vâng, kính thưa quý vị ạ, Thu Nga vẫn còn thấy những quý vị đang ở khu vực phía xa. Xin mời quý vị chúng ta có thể nhanh chân hơn nữa, di chuyển gần hơn với khu vực cánh trái của sân khấu. Và chỉ còn ít phút nữa thôi, chúng ta sẽ được khám phá khu vực bên trong. Và ngày hôm nay, chúng tôi rất vinh dự chào đón toàn thể quý vị là một trong những khách mời đầu tiên sẽ là những người tham quan và khám phá khu vực nhà máy sản xuất Á Đông của chúng tôi. Một lần nữa xin phép và trân trọng kính mời toàn thể quý vị. Sửa được con nó chưa? Sửa được rồi. Em kiếm được phòng ông rồi. Tại vì máy của nó chạy mạng không biết. Vì nó